chị và các bạn. Sáng hôm nay trên đường Tê Xu đi quay các cảnh ở Phan Thiết thì Tê Xu thấy có ở phía trước cái chùa này là chùa Phật học cũ. Bây giờ thì họ đang xây và sửa mới lại nè. Thì phía trước cổng chùa là có đang phát thức ăn cho bà con ở đây, bà con nghèo. Dạ. Thì Tê Xu có hỏi thăm một cái anh này thì là những cái thức ăn này là do những Phật tử trong chùa để mà phát cho những người khó khăn. Em chào chị. Đó. Thì để em hỏi thăm anh bên này xem thử là cái chương trình này xuất phát từ đâu ạ. Dạ em chào anh ạ. Em thấy cái chương trình của mình đang phát thức ăn sáng cho bà con ở đây. Anh có thể là chia sẻ đôi chút về cái chương trình này không ạ? Anh chào em. Dạ. Đây là chương trình của chúng Từ Tâm chùa Phật dạ. Ăn do thầy hướng dẫn. Và mỗi tháng mình phát một lần. Dạ. Tạo điều kiện cho bà con có một bữa ăn sáng ngon miệng. Dạ. Đây là những cái phần bánh bao chay. Dạ. Bánh mì chay. Dạ. Yeah. Ở đây thì mình phát một buổi sáng chủ nhật đầu tháng hay hả anh? Mà mình phát cho bà con vậy là đầu tháng vào ngày chủ nhật. Dạ. Là mình phát bao nhiêu phần hả anh? Có thể là mạnh thường quân hoặc tấn long hoàng ủng hộ thêm cho mình thì tiêu chuẩn dạ. Của mình là 200 phần. Dạ. Có khi lên 300, 350. Dạ. Là mình phát buổi sáng vậy thôi anh ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi em cảm ơn anh ạ, em cảm ơn chương trình ạ. Dạ. Thì thưa cả nhà, mình Tê Xu đang đứng ở cái góc ngay chùa Phật học nè. Thì các anh chị ở đây đang chuẩn bị cái buổi sáng để mà gửi đến bà con. Nghiêng qua ở đây thì có bánh bao chay rồi có sữa. À, một cái phần như vậy thì sẽ được gửi đến tay những người nghèo. Họ ngang qua đây họ sẽ nhận được cái suất ăn sáng như thế này. Dạ, đây là bánh bao hồi sáng giờ phát cũng gần hết rồi, còn lại có một ít suất như vậy thôi. Đây là phần ăn chay ạ. Dạ. Dạ. Ở đây là đang phát để cho bà con nghèo khó khăn. Tắt vô luôn chú ơi. Này thì dạ con chào cô, con thấy cô mới vừa nhận cái suất ăn sáng ở phát tại trước chùa Phật học này thì cô có nhận được những cái phần ăn sáng này lâu chưa ạ? Là hàng tháng mình đều đến đây nhận hay sao ạ? Dạ. Mình có ở gần đây không cô? Dạ. Thì cả nhà mình nhìn Tê Xu thì nói chung là nhìn những cái hoạt động thiện nguyện của bà con mình hỗ trợ cho những người mà gặp khó khăn trong cái cuộc sống thì Tê Xu cảm thấy rất là xúc động và cảm thấy là cuộc sống tình người mình vẫn còn rất là nhiều người có cái trái tim ấm áp chứ cũng không phải là giá lạnh giống như là chúng ta có một số trường hợp đặc biệt thôi. Cả nhà mình nhìn thấy xúc động vô cùng không ạ? À dạ cô ơi, con thấy là cô mới vừa nhận được một cái suất ăn sáng, là mình có ở gần đây không hả cô? Ở gần hết ạ. Dạ, mình làm sao mình biết được cái thông tin này hả cô? Có cái con nhỏ nó đi biển nó về đó hả? Dạ bây giờ cháu là cô đây lần đầu tiên là mình nhận hả hay là dạ dạ con cảm ơn cô ạ. Dạ dạ
À, thì ở đây là ưu tiên cho người già và trẻ em. Thì ở đây cả nhà mình thấy là đến là cứ nhận quà ăn sáng để mà đem về thôi ạ. Thì trước mặt Tây Xu là tượng Đức Mẹ và Quan Âm Bồ Tát ạ. Thì ở đây thì cả nhà mình nhìn sẽ thấy là con đường này là con đường Trần Phú nè. Đó. Thì mình quay ngược lại thì mình nhìn thấy được chùa Phật học ở đây. Chương trình này là 9 năm rồi và bánh bao với đồ ăn sáng thì phát 3 năm nay trong các buổi sáng chủ nhật đầu tháng. Đúng rồi. Dạ. Là cho người dân Phan Thiết của mình đi mà. Và đây là cái khung hình của chùa Phật học. Bây giờ thì đang xây sửa lại ạ. Ăn sáng rồi hả chị? Dạ. Là chị bán ở đây lâu chưa? Bán lâu rồi em à. Dạ. 2 năm rồi. 2 năm rồi. Hay là bé cũng mới vừa nhận được cái suất ăn sáng xong, hai mẹ con ngồi bán xôi bên đường này cả nhà mình. Xôi giò với xôi gấc. Dạ, thì chị không có không? Mà từ mới nãy có bà chị nó bán á, chị đỡ nhà luôn rồi. Chị nhà mình thấy xôi giò ha. Xôi giò, xôi đậu phộng, xôi gấc em. Dạ. Thank you.
cô chú anh chị và các bạn, trong một cái sự tình cờ đi trên đường Trần Phú thì Ti Sâu có thấy được cái hình ảnh là những anh chị em là Phật tử ở trong chùa tổ chức cái chương trình từ thiện để phát những cái suất ăn sáng miễn phí cho bà con của mình, cho người già và trẻ em. Thì Ti Sâu quay lại cái khung cảnh ngăn ngắn này để chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn mình ở xa quê hương hoặc là không ở Phan Thiết thì mình có thể là nhìn thấy một chút việc gì đó về cái hình ảnh quê nhà của mình, mình cảm thấy ấm lòng hơn. Và kính chúc sức khỏe tất cả cô chú anh chị và các bạn đang xem chương trình, cũng như là những cái tấm lòng thiện nguyện của các anh chị em ở đây. Còn mong rằng là trong thời gian sắp tới mọi người sẽ được luôn bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Ti Sâu kính chào cả nhà mình và hẹn gặp lại cả nhà mình trong những